Xin chào mừng các bạn đến với trung tâm tự động hóa ATX. Thì đây chính là cái kênh của Automation. Ok, và hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cái mô hình mới. Đó chính là cái hệ thống cấp nước cho tòa nhà cao tầng. Thì mình giới thiệu qua với hệ thống này, cấp thoát nước cho tòa nhà nhé. Tức là hệ thống bao gồm hai cái bồn nước. Bồn đầu tiên là bồn tòa nhà âm ấy, tức là bồn nước ngầm ấy. Ở đây, và ngoài ra thì còn có một cái bồn mái, trên mái đấy. Tức là hai cái bơm này sẽ làm việc luân phiên nhau để mà đưa cái nước từ cái bồn ngầm này lên cái bồn mái. Và cái bồn ngầm này thì sẽ được điều khiển cấp nước bằng một cái bơm nước từ ngoài vào, đến chính là bơm 3. Thì bơm 4 có tác dụng, có mục đích là hút nước trong cái tòa nhà, trong cái tầng hầm này. Tầng hầm này có thể là do trời mưa hay do nước bị thấm ấy, thì là có thể nước là sẽ lên đây. Và cái cảm biến 3 này, khi mà cảm biến 5 tác động, tức là nước, mức nước ở đây là cao quá, thì cái bơm này sẽ bơm thoát nước cho cái tầng hầm. Và hai cái bơm này thì làm việc khi mà cái cảm biến 2 tác động, thì hai cái bơm 1 và bơm 2 sẽ làm việc luân phiên với nhau. Và cái hệ thống này thì được thực hiện trên Tiepolso và S7 1200 hoặc 1500 tùy các bạn, thế nào cũng được. Cái nào cũng dùng được mà. Ok, và mình giới thiệu qua cái hệ chương trình chính này. OM1 thì gọi, mục đích là gọi các cái chương trình con này, chương trình bằng tay này, chương trình mô phỏng này, và chương trình tự động này. Đấy. Thì cái bài toán này mục đích là dựa vào các cái tín hiệu cảm biến đưa về để mà điều khiển cái mực nước ở trong cái hệ thống này. Thì bồn này sẽ điều khiển bơm hai bơm này bằng cái hai cảm biến 1 và cảm biến 2. Cái bồn nước ngầm thì cảm biến 3, cảm biến 4, cảm biến 5 và cảm biến 6 thì bơm hút bơm 4 thôi. Ok, và đây là có cái mức hiển thị cái mức nước từ 0 đến 100% của cái hai bồn. Đây 0 đến 100% này, 0 100% đúng không? Ok, mình thử chạy qua cái chế độ tự động nhé. Start này, Auto Mode và mô phỏng on đi. Đấy, khi mà mực nước này, cái mực nước này ở đây thấp quá thì là cái bơm 1 là bắt đầu làm việc để mà đưa nước lên cái bồn này. Khi mà cảm biến 1 tác động thì nó tắt cái bơm đấy, cảm biến 1 tác động rồi. Mức nước bây giờ 95%. Tương tự cái thằng này cũng vậy. Ở đây là cũng là 98% cho cái bồn này. Đấy, mức nước dâng lên rồi đúng không? Và khi mà các bạn nghĩ xả nước, tức là sử dụng nước đấy, cái người tiêu thụ người ta dùng cái nước ở đây. Thì ví dụ như mình bật cái van này lên ấy. Đấy thì nước bắt đầu giảm xuống. Và khi mà nước ở đây giảm xuống cảm biến 2 tác động ấy, thì là cái bơm 2 nó làm việc, tại vì lúc nãy là bơm 1 làm việc rồi đúng không nhỉ? Đấy là bơm 2 làm việc. Và khi bơm 2 làm việc thì mức nước ở đây tăng lên. Và khi mà bơm ở đây cho nên là cái mức nước ở trong này giảm xuống đúng không nhỉ? Khi mà giảm xuống cảm biến 3 tác động thì là cái bơm này bơm nước vào. Đây cảm biến 3 tác động, thấy chưa? Bơm nước vào thì mức nước sẽ đi lên thôi. Và đây khi cảm biến 1 tác động thì là tắt bơm này. Và do cái van này đang xả cho nên là mực nước sẽ đi xuống, do cái hộ tiêu thụ đang sử dụng mà, đúng không nhỉ? Và khi mà mực nước xuống cầm biến 2 tác động thì bơm 1, tức là luân phiên nhau hai bơm đấy. Bơm 1 rồi đến bơm 2 đến bơm 1, tức là hai cái bơm nó thay phiên cho nhau. Và khi bơm thì mức nước ở đây giảm xuống. Mức nước ở đây giảm xuống thì cái bơm 3 sẽ tác động khi mà cầm biến 3 tác động. Đấy. Và khi mà bơm 3, cái lưu lượng bơm 3 lớn hơn lưu lượng cái bơm này cho nên là nó sẽ tăng lên theo cái lưu lượng. Và ở đây là mình mô phỏng cho nên là nó tăng rất là nhanh đúng không nhỉ? Trong thực tế thì không nhanh như vậy và giảm cũng không nhanh như vậy đâu. Nếu mà giảm mà nhanh như vậy thì cần gì là dùng cái này nữa đúng không nhỉ? Đấy, cho nên là mình cứ để cho cái van này mở, mà mình tắt cái van này đi thì mức nước tăng lên và nó giữ nguyên ở vị trí là không sử dụng. Đúng không nhỉ? Đấy. Thì nó giá trị 97%. Và cảm biến 1 tác động rồi. Mà do mà không sử dụng, đúng không? Cho nên là cái mức ở đây, cái mức ở đây là không giảm xuống. Bây giờ mình sử dụng nhá.
Và khi mà cảm biến 3 chưa tác động, cho nên là bơm 3 chưa tác động, chưa bơm, đúng không nhỉ? Mình sử dụng là mình sử dụng, đúng không? Tức là người sử dụng, người ta sử dụng thì là mức nước giảm xuống thôi. Mức nước giảm xuống cái cảm biến 2 tác động này thì theo thứ tự luân phiên đấy, bơm 1 hoặc bơm 2 làm việc. Đấy, bơm 1 làm việc. Đấy, giảm xuống thì bơm 3 làm việc thôi. Và hệ thống cứ tự động như vậy mà không cần sự điều chỉnh của con người, thực hiện trên tia và PLC loại 1200 hoặc 1500 cũng được, tùy các bạn thôi. Đấy, đây chính là cái chế độ tự động cho cái hệ thống cấp nước, cấp thoát nước tòa nhà. Và khi mà các bạn thử với cái bơm 4 này này, thì khi mà cảm biến 5 tác động, tức là mình tác động cái thằng này on, thì lại bơm 4. À không phải, không phải, đây chứ, cảm biến 3 tác động này, on này. Đây thì cái bơm này nó bơm thôi, đúng không nhỉ? Cái bơm này nó bơm ra này, off đi. Và mình tác động cảm biến 6 thì bơm này nó tắt, tại vì có hai mức mà, mức thấp và mức cao, đúng không nhỉ? Mức thấp thì không cần bơm nữa, mà mức cao thì bắt buộc phải bơm, đúng không? Đó, đây chính là cái nguyên lý làm việc của cái hệ thống. Bạn nào cần phải chạy thì có thể liên hệ trung tâm ATX Central, ATX Central Help, tức là thông tin liên hệ ở góc phải video. Và mình thử với chế độ bằng tay nhé, stop này. Và mình sang cái màn hình menu, tức là ở đây có 3 cái màn hình điều khiển. Đấy, màn hình chính này, màn hình tự động và màn hình bằng tay, đấy, 3 cái màn hình điều khiển. Và mình sang menu nhé, menu thì các bạn có thể là bật tắt các cái thiết bị bằng tay thôi. Ở đây mình bật này, Start này, menu này, On. Đấy, thì các thiết bị là đều bật tắt trực tiếp trên WinDC. Mục đích là để sửa chữa thôi các bạn. Đấy, ok không nhỉ? Chúc các bạn làm việc vui vẻ. Và nếu bạn nào cần phải chạy thì liên hệ Ngọc Automation hoặc là Artist Central Help, còn người mình chống con. Đấy, tương đối là hay đúng không? Quả là hay chứ nhá. Mà cái tên cho cái hệ thống này chính là người em hệ thống cấp thoát nước tòa nhà. À, ngoài ra thì mình còn có một cái file tặng các bạn nữa, đó chính là cái các cái video hướng dẫn. Video hướng dẫn thì bao gồm là tập 1 là thiết kế WinDC này, tập 2 là lập trình PLC kết nối với WinDC, tập 3 là mô phỏng, và tập 4 là mô phỏng và tự động tăng giảm. Đấy, thì khi mà các bạn có được 4 cái video hướng dẫn này thì các bạn có thể lập trình được cái hệ thống này một cách là đơn giản theo cái phương pháp của mình. Các bạn có thể phát triển theo cái ý tưởng của các bạn sau, đúng không? Nhưng mà khi mà có các cái video này thì các bạn sẽ làm việc dễ dàng hơn. Đấy, video hướng dẫn từ đầu đến cuối luôn. Bạn nào cần thì liên hệ nhé. Ok, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo.